đấy lên con đàn thế mẹ mới nói sao họ đi cua ra đây nắng lại nắng chạy đấy ít người muốn thích đâu chạy đâu chạy. Thế nào cũng quanh trong video cái tiền kia mình phát trực tiếp trên Facebook à? Phát trực tiếp để cho mọi người biết. Ông Hải ông lại vi vu đi rồi. Đồng Nam về Bắc bây giờ ông lại về Phủ Lý. Này nó xung quanh đảo cò hay sao? Phát trực tiếp thì về Thuyết Minh chứ. À, Thiên Minh à? Đây là khu tập chốt, hồ tập chốt. Thiên Minh đây. Lại nắng rồi. Hà Long trên cả. Chạy. Đẹp nhỉ? Một tí lại nắng đến giờ. Hà Long trên cả. Ui, là xuống cái này à? Bên kia tầng 2 ở trên đông. Có thuyền đông không? Không, thế ạ. Đến đây là kết thúc à? Không. Chưa gì. Đi. Câu cá. Chưa, họ cho lên đảo này. Tham quan, thì là đi vòng quanh tham quan. Hay chưa? Chờ, còn gói của họ chứ có phải là... Gói, nếu mà ngồi hết gói mà này cái này phải kéo đến chiều. Ngồi chỗ kia là 2 giờ chiều. Xong rồi ra ngoài kia bắt phải ăn. Bắt bún 100 nghìn. Không phải, chùa chính ở trên kia cơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.